cậy Lông Nhông. Sau đây bài hát Mùa Đông bắt đầu. À, ráng giữ giùm em 4 triệu. Khi đi làm gì mà phải tẩy móng tay? Dạ đi dạ gái. Tại sao lại phụ anh? Tại sao lại bỏ anh đi lấy chồng hả Khanh? Em chưa làm điều đó, nhưng mà ở nhà một tuần lễ má em á là cho mặt đầm 7 lần. Mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu. Đội của bảo sẽ đặt cược 50%. Bức tường bí ẩn phát sóng vào lúc 21 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Lại một buổi tối thứ ba chúng ta gặp nhau trong chương trình này, và chắc chắn rằng đêm nay chúng ta sẽ có những giây phút thật là vui, cười thật là thoải mái. Bên cạnh đó còn là những thông tin, những kiến thức hết sức là bổ ích dành cho chúng ta cũng như là các nghệ sĩ khi tham gia chương trình. Và chúng ta hãy xem đêm nay nghệ sĩ nào sẽ đến tham gia chương trình. Đội chơi đầu tiên xin mời. Mặt không hề xa lạ với tất cả chúng ta, xin được giới thiệu ngay. Đầu tiên là ca sĩ Đại Nhân, tiếp theo là ca sĩ Băng Di, và tiếp theo là diễn viên Bina Múa. Huỳnh Mến, không biết rằng hiện nay thì cái công việc của Mến như thế nào? Mến có còn đi diễn thường xuyên không, hay là Mến chuyển sang làm cái công tác biên đạo luôn rồi? Gần đây thì em chú tâm vào cái công việc biên đạo nhiều hơn và giảng dạy nhiều hơn. Và chúng ta sẽ gặp những cái tác phẩm của Mến biên đạo cho các vũ công khi họ trình diễn trên sân khấu. Tiếp theo là cô ca sĩ xinh xắn Băng Di. Dạ. Nhưng mà anh thấy sau này hình như là Băng Di đóng phim nhiều hơn làm ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi, sau này thì em cảm thấy là em có một niềm đam mê rất là lớn với điện ảnh, cho nên là em dành khá là nhiều thời gian cho các bộ phim. Nhưng mà thế còn về âm nhạc thì sao, không lẽ Băng Di bỏ rơi âm nhạc à? Trong thời gian sắp tới thì em cũng sẽ cố gắng mà ra mắt thêm nhiều các sản phẩm mà do em tự viết, em sẽ cố gắng. Một cô gái rất là nhiều tài năng đây. Chúc Băng Di luôn luôn thành công với những dự án sắp tới của mình nha. Dạ. Thế còn Đại Nhân? Dạ. Sau này hình như Đại Nhân tham gia vào một cái loạt phim sitcom đúng không? Mình có thể gọi là sitcom đúng không? Dạ có thể gọi như vậy. Đúng rồi. Cái công việc đó bắt đầu như thế nào hả Nhân? Dạ rất là tình cờ thôi, khi mà em được mời tham gia cái show đó thì em cứ tưởng là mình là khách mời quay một tuần, quay một số hai số rồi thôi. Khi không ngờ cái tháng nào cũng 2 ngày và mỗi ngày quay 4 số. Thì quay đi cái khoảng nửa năm em mới biết là em là một trong những người chính trong cái show đó. Đã đến rất là tình cờ và mọi người đón nhận nó quá nhiều. Em và ekip mọi người không hề nghĩ như vậy, và đó là một cái niềm hạnh phúc trong cái sự nghiệp của em. Và đội chúng ta hôm nay đến với chương trình lấy tên là gì nào? Dạ đội của em mang tên là Di Mến Nhân. Hả? Dạ Di Mến Nhân. Di Mến Nhân. Dạ. Tức là lấy tên của các bạn ghép vô nhau quá. Dạ. Di Mến Nhân, một cái tên rất là dễ thương. Tên này em thấy tội nghiệp cho Mến quá anh. Mến chỉ là lấp đường. Không, không. Em thấy vui lắm, tại vì em là tình yêu, em mang đến niềm vui cũng như là hạnh phúc cho mọi người. Quá. Và chúng ta hãy cùng xem đội chơi thứ hai là ai nha. Xin mời các bạn. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em, nước mắt không đem lại chú ngày ấm em. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đắng cay, tiếc nuối thêm chi. Hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Đại dương mênh mông, tình là rơi tơ mong manh, và ta là chiếc thuyền cho lòng mình. Trên sóng lênh đênh nên lỡ mai sau mình không còn bên nhau, nếu lỡ mai
mai sau tình trôi vào đơn đau. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Không vơi cực nỗi sầu đâu em, nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây. Nếu lỡ mai sau tình trôi vào đắng cay, tiếc nuối thêm chi? Hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Đại dương mênh mông, tình là rơi tơ mong manh, và ta là chiếc thuyền trôi bồng bềnh trên sóng lênh đênh. Nên lỡ mai sau mình không còn bên nhau, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đơn đau, đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Ôi, đời là đại dương, đại dương mênh mông. Mai sau tình trôi vào đơn đau, đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Tình cho Đại Nghĩa à. Cảm ơn quý vị rất nhiều, quý vị rất là cuồng nhiệt. Và chưa bao giờ tôi nghe một cái ca khúc cái lời lẽ nó buồn mà mọi người hát như vậy. Nước mắt không vơi được nỗi sầu đó em, ai cũng cười toe toét hết. Và một tràng pháo tay to dành cho cả hai đội chơi. Bây giờ tôi muốn biết là đội của các bạn chọn tên là gì nè. Nhật Sinh Anh và anh Thúy Mũ Bảo đã chọn một cái tên rất là phù hợp với lại cái chương trình và cũng như là cái bức tường bí ẩn này, đó là tên là Giải Mã. Để thử xem hôm nay nhóm Giải Mã này có giải mã được hay không nha. Dạ. Yeah. Cái tính đặt là phá tường thôi, nhưng mà bạo lực quá. Trời, đến chơi thôi mà nói lần nào phá tường người ta. Tôi đành phải giải mã cho nó nghe nhẹ nhàng thôi. Với ba gương mặt này có lẽ chúng ta cũng không còn xa lạ nữa. Anh Thúy, Nhật Tinh Anh và Vũ Bảo. Tôi muốn hỏi riêng Vũ Bảo một chút. Vừa qua hình như là khán giả ít thấy những sản phẩm âm nhạc của Vũ Bảo. Sắp tới thì Bảo có dự định gì không? Hiện tại thì Bảo cũng đang tập trung vào cái mảng là sáng tác. Và Bảo cũng đang tập trung viết những bài hát dành cho riêng mình. Và hy vọng là trong một thời gian sắp tới thì sẽ cho ra nhiều sáng tác hơn nữa. Mong là như thế, khán giả tiếp tục sẽ đón nhận những sản phẩm âm nhạc mới và hay của Vũ Bảo nha, do chính bạn sáng tác. Thế còn Nhật Tinh Anh, hình như là thời gian vừa qua cũng thấy Nhật Tinh Anh ở nước ngoài nhiều hơn ở Việt Nam, đúng không? Không, Nhật Tinh Anh trong thời gian vừa qua đã phát hành liên tiếp 3 album. Thì Nhật Tinh đã dành thời gian rất là hợp lý để có thể vừa diễn ở Mỹ và vừa diễn ở Việt Nam để cho cân bằng và các khán giả yêu thương của mình. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, Nhật Tinh sẽ tiếp tục cho ra mắt những cái sản phẩm âm nhạc mới dành tặng cho khán giả ở Việt Nam chúng ta nha. Thế còn anh Thúy thì sao nào? Chia sẻ với mọi người về cuộc sống hiện tại của bạn. Nói chung là em cảm thấy cuộc sống mình rất là yên bình và hạnh phúc bởi vì em đã có một cái người để mà em có thể gọi là gửi gắm. Mình có thể một buồn vui vào một cái gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi nhìn thấy rất rõ cái niềm hạnh phúc đang thể hiện trên gương mặt của anh Thúy, rất là rạng rỡ. Xin chúc mừng bạn. Và một lần nữa xin cảm ơn đội của các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay để xem các bạn này giải mã bức tường của chúng tôi như thế nào nha. Một tràng vỗ tay thật to dành cho đội giải mã nào. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 12 nghệ sĩ đến tham gia chương trình này nha. Xin mời. Chúng ta thấy có diễn viên Hòa Hiệp, người mẫu Phi Thanh Vân, ca sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ, nghệ sĩ Hoàng Mập, diễn viên Hạnh Thúy, ca sĩ Long Nhật, diễn viên Mai Phượng, diễn viên MC Ngọc Trai, ca sĩ Hoàng Rapper, diễn viên Hải Yến và diễn viên Cao Minh Đạt. Tất cả mọi người đã sẵn sàng để bắt đầu giải mã bức tường của chúng ta ngày hôm nay. Hãy cùng cổ vũ cho cả hai đội chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên của bức tường bí ẩn. Thưa quý vị,
vị, chúng ta đã đến với vòng 1 của chương trình. Ở vòng này chúng ta có 3 câu hỏi dành cho 3 thành viên của hai đội. Các bạn được quyền đứng tại chỗ, hội ý cùng nhau, cùng đưa ra một đáp án. Sau đó sẽ có một bạn đại diện lên đây cho tôi xem đáp án của các bạn là như thế nào. Và nếu như các bạn trả lời đúng thì tìm xem trong những người nghệ sĩ mà hiện lên trên bức tường của chúng ta, ai là người có câu trả lời đúng giống như mình. Và nếu như mỗi thành viên làm được điều đó, chúng ta sẽ mang về cho đội nhà mình được 3 triệu đồng. Và đây, câu hỏi đầu tiên của vòng 1. Quần đảo Hải Tặc thuộc tỉnh nào ở nước ta? Thời gian không còn nữa nha các bạn. 5 chữ đẹp video đi. 4 3 2 1 hết giờ. Và đại diện của đội Di Minh Nhân xin mời đại nhân. Và đại diện của đội giải mã sẽ là Vũ Bảo. Có thích đi biển không? Dạ thích. Vũ Bảo có đi đảo nào bao giờ chưa ở nước ta? Em đi Côn Đảo. Đi Côn Đảo rồi hả? Để thử xem các bạn biết ngoài Côn Đảo ra thì có biết đảo, cái quần đảo Hải Tặc là tỉnh nào nha. Đại nhân nói rằng ở Tiền Giang. Vũ Bảo nói rằng ở Cà Mau. Xin mời đáp án của chương trình đó là Tiền Giang. Em đừng đúng rồi anh ơi, em đừng đúng rồi. Đừng đúng rồi. Chỉ khác cái chữ K với chữ Huyền thôi. Có 4 nghệ sĩ sẽ tham gia trả lời câu hỏi này của chúng ta. Chúng ta thấy có diễn viên Hải Yến, diễn viên Hòa Hiệp, người mẫu Phi Thanh Vân, ca sĩ Long Nhật. Trong 4 người này là có 3 người đúng và 1 người sai. Nhân nghĩ rằng ai đúng nè? Em nghĩ là anh Long Nhật. Bảo nghĩ rằng ai? Bảo nghĩ Hòa Hiệp. Hòa Hiệp. Xin mời anh Long Nhật trước nha. Là một ca sĩ, là một nghệ sĩ đi lưu diễn hơn 20 năm, từ mũi Cà Mau tới địa đầu Móng Cái. Đến đâu Long Nhật cũng được bà con rất là thương mến, đặc biệt là bà con ở miền đồng bằng sông Cửu Long. Nên Long Nhật biết chắc chắn quần đảo Hải Tặc, một cái tên rất là lạ lùng, nằm ở huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, xinh đẹp. Anh Long Nhật có câu trả lời đúng. Chúng ta nghe câu trả lời từ Hòa Hiệp nào. Ủa sao kỳ vậy ta? Thường thường nghe nói đến quần đảo Hải Tặc đó là coi phim ở trên phim á là ở nước ngoài không à? Chẳng hạn như là cướp biển Caribe hoặc là ở Sumani. Ủa, ở Việt Nam mà cũng có hả ta? À, Hiệp nhớ rồi. Hòa Hiệp đi lưu diễn ở miền Tây nhiều á, thì Hòa Hiệp để ý ở Kiên Giang có rất là nhiều quần đảo. Chắc là ở Kiên Giang rồi. Câu trả lời chính xác từ anh Long Nhật và Hòa Hiệp. Nhưng mà tiếc là chúng ta đã không trả lời đúng câu hỏi này. Vũ Bảo đã không mang về cho đội mình được 3 triệu đồng. Đại nhân cũng vậy, không mang về cho đội mình được 3 triệu đồng. Mời hai bạn lên ngồi trên chiếc ghế mắc cỡ. Bên đây. Khán giả của chương trình chúng tôi lêu lêu khách mời nhiệt tình lắm. Các thành viên còn lại cố gắng nha. Câu hỏi số 2. Ca sĩ nào được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop từng nổi tiếng với ca khúc 4 Minutes? Đại diện của đội Di Minh Nhân, Băng Di. Và đại diện của đội giải mã, Nhật Tinh Anh. Cho tôi xem câu trả lời của các bạn nào. Băng Di nói rằng đó là Madonna. Bên đây Nhật Tinh Anh cũng cho rằng đó là Madonna. Chúng ta cùng xem đáp án của chương trình đó là Madonna. Xin chúc mừng các bạn. Có 4 nghệ sĩ cũng trả lời câu hỏi này. Chúng ta nghe nha. Có diễn viên Hạnh Thúy nè, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nè, diễn viên Mai Phượng, ca sĩ Hoàng Bách. Băng Di, bà nghĩ rằng ai là người trả lời đúng trong số 4 người này? Em nghĩ là Tăng Nhật Tuệ. Nhật Tinh Anh, bạn có thể chọn đáp án trùng với đáp án mà Băng Di đã lựa chọn luôn. Cho nó lạ lạ chút xíu, em chọn chị Mai Phượng ạ. Tai nghe câu trả lời từ Tăng Nhật Tuệ. Có thể nói mỗi quốc gia đều có một nữ hoàng nhạc pop riêng của mình. Và đặc biệt nếu các bạn có từng quan tâm đến âm nhạc quốc tế, âm nhạc thế giới, các bạn biết đến Britney Spears. Cô nàng chính là công chúa nhạc pop. Vậy nữ hoàng của chúng ta là ai? Không ai khác, đó chính là Madonna. Yeah! Hết hồn. Em hết hồn luôn. Nghe nói tới Britney Spears là xanh mặt rồi. Chúc mừng Băng Di. Và Mai Phượng ơi, liệu rằng Mai Phượng có biết
Madonna là nữ hoàng nhạc pop hay không? Ca sĩ nào được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop hả? Về cái chuyện này là Mai Phượng không có rành lắm á. Nhưng mà những cái người mà Mai Phượng biết á là Britney Spears nè, rồi Madonna nè, rồi Michael Jackson nè. Michael Jackson là đàn ông mà đúng không? Không phải là nữ hoàng nhạc pop rồi. Vậy là không biết. Nhưng mà với bài 4 Minutes á, thì Mai Phượng chắc chắn đó là Madonna. Nhật xin anh hãy xem nha, bạn mang về cho đội của mình được 3 triệu đồng. Văn Duy cũng vậy, các bạn mang về cho đội mình được 3 triệu đồng. Mời hai bạn về vị trí của mình, xin chúc mừng. Mọi thứ đã có vẻ khởi sắc hơn. Còn một câu hỏi nữa dành cho hai thành viên còn lại của đội. Câu hỏi thứ 3: những loài hoa màu đỏ có khả năng hấp dẫn nhất đối với loài động vật nào? Xin mời đại diện của đội Di Mến Nhân, Huỳnh Mến. Và giải mã đó là Anh Thúy. Cho tôi xem câu trả lời của các bạn nha. Mến nói rằng đó là loài ruồi. Anh Thúy cho rằng bướm. Bây giờ chúng ta xem thử câu trả lời từ chương trình nó như thế nào nha. Xin mời. Chim. Bốn nghệ sĩ nào trả lời câu hỏi này của chúng ta? Diễn viên Hoàng Mập, diễn viên Ngọc Trai, ca sĩ Hoàng Rapper, diễn viên Cao Minh Đạt. Mến nghĩ rằng ai trả lời đúng nè? Em nghĩ anh Cao Minh Đạt đó. À, anh Thúy nghĩ rằng ai? Anh Hoàng Mập. Hoàng Mập. Xin mời anh Cao Minh Đạt trước. Những loài hoa màu đỏ thì là chim, ong, bướm thích bu nhất, thích đậu nhất. Chim, ong, bướm, chim, ong, bướm là ai các bạn? Ong. Thiệt không? Thôi nha, gạt hoài à. Làm như người ta không biết, nhưng người ta biết rồi đó. Rồi. Loài chim. Sơ sát. Anh Đạt có câu trả lời đúng. Nào, xin mời anh Hoàng Mập. Câu hỏi rất là căng đây. Những loài hoa có màu đỏ, mà hoa màu đỏ là hoa rực rỡ, hoa rất là đẹp. Không những loài động vật nào mà con người như Hoàng Mập hay tất cả chúng ta nhìn những đó hồng màu đỏ, những đó hoa màu đỏ chúng ta muốn lao tới, chúng ta ôm vào lòng. Vậy cái hoa màu đỏ đó nó có sức hấp dẫn loài vật gì? Hoàng Mập xin trả lời đó là loài chim. Điểm số của các bạn như sau, nhìn xem anh Thúy không mang về cho đội mình được 3 triệu đồng. Mến cũng như vậy, không mang về cho đội mình 3 triệu đồng. Mời hai bạn đến với chiếc ghế mắc cỡ. Như vậy là vòng thi đầu tiên của chúng ta đã khép lại. Đội giải mã, các bạn đang có 3 triệu đồng. Đội Di Mến Nhân, các bạn cũng có 3 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của bức tường bí ẩn. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với vòng 2 của chương trình bức tường bí ẩn. Ở vòng 2 này chúng ta sẽ có 3 chủ đề. Hai đội sẽ phân chia các thành viên trong đội mình để xem coi người nào phù hợp với chủ đề nào nhất. Sau đó bạn ấy sẽ lên đây cùng tôi và trả lời câu hỏi liên quan tới chủ đề của chúng ta. 3 chủ đề như sau: chủ đề y học, chủ đề văn học, chủ đề sinh học. Vòng 2 này thì chúng ta cùng nhau đi học vậy đó. Đội Di Mến Nhân xin mời Đại Nhân. Và đội giải mã sẽ là Vũ Bảo. Chúng ta là nghệ sĩ, thành ra mà liên quan tới y học, bệnh viện, bác sĩ này kia nó còn lan man, nó mơ hồ lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà thôi không sao, cứ bình tĩnh ha, cứ xem câu hỏi trước cái đã. Câu hỏi của chủ đề y học là: bệnh mắc chứng rối loạn do quá trình tổng hợp sắc tố melamin là bệnh gì? Bệnh này chúng ta có thể nhận biết được qua cái việc chúng ta nhìn vào cái sắc da. Rồi, Đại Nhân đã có câu trả lời, Bảo có chưa? Có rồi đúng không? Đại Nhân nói rằng đó là bị bệnh bạch tạng. Vũ Bảo nói rằng đó là bệnh gì? Thiếu máu. Bệnh thiếu máu. Đáp án của chương trình đó là bạch tạng. Ở vòng
này chúng ta có 3 nghệ sĩ thôi. Trong đó có 2 người trả lời đúng và 1 người trả lời sai. Cũng giúp tôi tìm ra được 1 người trả lời đúng nha. Chúng ta thấy có anh Hoàng Mập nè, diễn viên Hải Yến, diễn viên Mai Phượng. Nhân nghĩ rằng ai là người trả lời đúng trong 3 người này? Dạ, nãy anh Hoàng Mập trả lời đúng, chị Mai Phượng trả lời cũng đúng. Giờ chỉ có Hải Yến là em không biết đúng hay sai, thôi chọn Hải Yến. Trời ơi, gan quá vậy. Dạ, ráng giữ giùm em 4 triệu nha chị Hải Yến. Vũ Bảo, mà sẽ chọn ai? À, Bảo sẽ chọn anh Hoàng Mập. Xin mời Hải Yến. Người mà bị chứng rối loạn thiếu sắc tố melanin á, thì nó sẽ làm cho chúng ta ha tóc bạc nè, da tự nhiên đổi màu, không phải đổi màu đen đâu mà đổi qua màu trắng, trắng kinh khủng, trắng còn hơn tấm trắng nữa. Đó là vì bệnh bạch tạng đó. Yeah! Chúc mừng Nhân. Xem thử anh Hoàng Mập trả lời đúng hay không. Người thiếu sắc tố melanin sẽ bị bệnh gì? Thiếu sắc tố melanin sẽ bị bệnh gì ta? Béo phì không? Chắc không quá. Cái này mập tự nhiên, mập thiên nhiên bao tặng, chứ không có thiếu gì hết. Chỉ có dư mỡ thôi. Vì thiếu sắc tố melanin sẽ có bệnh gì? Đó là bệnh bạch tạng. Chúng ta xem điểm số nào. Bảo ơi, đã không có cơ hội mang về cho đội mình được 4 triệu đồng. Và Nhân chúc mừng bạn được cộng thêm 4 triệu đồng. Yeah. Mời bạn đến vị trí chiếc ghế mắc cỡ. Đã có một sự chênh lệch rồi. Chủ đề thứ hai, chủ đề văn học. Xin mời đại diện đội Di Mến Nhân, Băng Di. Và đại diện cho đội giải mã sẽ là Nhật Tinh Anh. Hy vọng rằng câu hỏi này sẽ không làm khó được hai bạn. Câu hỏi như sau. Bối cảnh của câu chuyện tình Romeo và Juliet diễn ra ở nước nào? Và nhạc kịch Romeo Juliet cũng có rất nhiều vở diễn. Có câu trả lời chưa Băng Di? Dạ rồi. Câu trả lời của Băng Di đây là ở Ý. Nhật Tinh Anh cũng nói rằng đó là nước Ý. Đáp án của chương trình đó là nước Ý. Nghệ sĩ nào trả lời câu hỏi này đây, chúng ta xem. Đó là anh Cao Minh Đạt, người mẫu Phi Thanh Vân, ca sĩ Hoàng rapper. Có một người trả lời sai đó. Thành ra các bạn phải cân nhắc để lựa chọn người mà các bạn cho là trả lời đúng. Băng Di nghĩ rằng ai? Dạ em nghĩ là Hoàng rapper. Nhật Tinh Anh nghĩ rằng ai? Em chọn chị Phi Thanh Vân ạ. Mời Hoàng rapper. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Đây chính là bản nhạc đầu tiên mà Hoàng được nghe. Chính xác như vậy. Tại vì thời thơ ấu mà khi lớn lên rồi được biết được cảm thụ về âm nhạc thì ba mẹ đã cho Hoàng xem được bộ phim này phiên bản đầu tiên luôn. Mặc dù phiên bản đầu tiên nó nhìn nó rất là mộc mạc, giản dị, nhưng mà luôn in sâu và in đậm vào trí nhớ của một đứa trẻ như Hoàng. Và chắc chắn cái bối cảnh diễn ra mối tình bất tử, bất hủ, bất lão này gọi là ở nước Ý thì phải. À, và câu trả lời của Hoàng chính là nước Ý. Bây giờ chúng ta hồi hộp nghe thử Phi Thanh Vân trả lời câu hỏi này nha. Chị Vân giúp em. Romeo và Juliet đó là một chuyện tình vô cùng lãng mạn, đã lấy bao nhiêu là nước mắt của mọi người và đã qua biết bao nhiêu thế kỷ rồi thì những thế hệ lớn lên đều biết về chuyện tình lãng mạn Romeo và Juliet. Và có biết bao nhiêu người mong ước là chúng ta sẽ có một cái tình yêu đẹp như vậy. Nhưng mà chỉ tình yêu đẹp trong lúc yêu thôi nha, đừng có cái kết như thế. Vân thì Vân cứ ấn tượng mãi về câu chuyện này. Vân đã tốn không biết là bao nhiêu tiền để mua những cái đĩa nè, những cái băng này, và mua cả chuyện về đọc nữa. Thì Vân cũng nhớ rất là rõ về xuất xứ của câu chuyện tình Romeo và Juliet, đó là ở Ý. Và đáp án cuối cùng của Vân là tại nước Ý. Chúc mừng hai bạn. Trời ơi, hồi hộp quá. Như Tinh Anh, bạn đã mang về cho đội mình được 4 triệu đồng. Băng Di cũng mang về cho đội mình được 4 triệu đồng. Mời hai bạn về vị trí của mình. Chúng ta còn một chủ đề nữa và chủ đề này dành cho hai thành viên cuối cùng. Đó là chủ đề sinh học. Mời đội Di Mến Nhân, Huỳnh Mến. Và đội giải mã, anh Thúy.
Chúng ta xem câu hỏi của chương trình nha. Hoạt động nào chiếm phần lớn vòng đời của một con sâu bướm? Rồi, Huỳnh Mến. Huỳnh Mến, đáp án của bạn là nhã tơ. Thúy nói rằng đó là ngủ. Chúng ta xem đáp án của chương trình đó là ngủ nha. Ba nghệ sĩ trả lời câu hỏi này đó là Ngọc Trai, Hoàng Bách và Hòa Hiệp. Bây giờ thì Thúy hãy cân nhắc lựa chọn xem ai là người có câu trả lời đúng nha. Chọn Hoàng Bách. Chọn Hoàng Bách. Mến nghĩ rằng ai là người trả lời đúng nè? Nếu em chọn thì em cũng chọn anh Hoàng Bách. Vậy thì xin mời Hoàng Bách. Nếu chương trình hỏi hoạt động chủ yếu của cuộc đời con người là cái gì, mình còn không trả lời được. Bây giờ là con sâu bướm. Chết rồi, trời đất ơi. Con bướm thì hoạt động chủ yếu của đời nó là bay. À. Thì trước đó nó phải tích lũy năng lượng, làm sao để bay được nhiều nhất. Nhưng mà ăn mà nhiều quá thì mòn hết răng, cũng không được. Nên là Bách nghĩ là phải ngủ nhiều. Dân ca sĩ tuổi Bách là ngủ rất nhiều, tích lũy năng lượng mà ngủ. Mình cứ cho như là nó giống ca sĩ đi. Ngủ nhiều. Đó là sự lựa chọn chính xác khi bạn chọn ca sĩ Hoàng Bách. Cũng như Mến, Mến đã chọn đúng anh Hoàng Bách. Nghe thêm một câu trả lời từ hai diễn viên còn lại nha. Cô Hiệp thấy á, là con người của chúng ta phải ăn, phải uống thì mới có năng lượng để mà làm việc cũng như là sống khỏe, đúng không? Thì con vật thì cũng như vậy thôi. Mà Cô Hiệp thấy con sâu bướm không có uống, chắc là ăn. Ăn để mà hoạt động, để mà sinh hoạt, để mà sống, để mà bay. Hòa Hiệp chọn đáp án là ăn. May quá, hai bạn này không chọn Hòa Hiệp. Chúng ta xem điểm số của đội giải mã, các bạn được cộng 4 triệu đồng. Quỳnh Mến, bạn mất cơ hội mang về cho đội mình 4 triệu đồng. Mời Quỳnh Mến đến chiếc ghế mắc cỡ. Mời anh Thúy về vị trí. Cuộc thi của chúng ta đã đến hồi gay cấn rồi đây. Bởi vì cả hai đội hiện nay đang có bằng điểm số với nhau là 11 triệu đồng. Và khi chúng ta đến với vòng 3, đây sẽ là vòng quan trọng quyết định xem đội nào sẽ đi tiếp và đội nào sẽ phải chia tay cuộc chơi. Đội nào chiến thắng ở vòng 3, chúng ta có điểm số cao hơn sẽ bước vào vòng chung kết của chương trình. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với vòng 3 của Bức Tường Bí Ẩn. Chúng ta đã đến với vòng 3 của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Và vòng này, cái cấp độ khó nó được nhân lên. Chúng tôi không có chủ đề nào cụ thể cho các bạn ở đây hết. Mỗi một đội sẽ có một thành viên đại diện lên đây đứng cùng với tôi. Lúc đó thì chúng ta mới biết câu hỏi đó là gì. Các bạn trả lời đúng, các bạn sẽ đi tiếp đến việc lựa chọn nghệ sĩ nha. Và một câu trả lời đúng, một sự lựa chọn đúng, các bạn sẽ có 5 triệu đồng. Đại diện cho đội Di Mến Nhân đó là Đại Nhân. Đại diện cho đội giải mã đó là Nhật Tinh Anh. Và bây giờ là câu hỏi dành cho hai bạn. Trong một phim hoạt hình Hiệp Sĩ Lợn của Nhật Bản, nhân vật chính có khả năng nổi bật nhất là gì? Rồi em biết nhiều đáp án của anh, giờ sao chọn anh? Cho anh cái đi. Hãy mình bạn nha, anh ơi. Khả năng nổi bật nhất nha. Cho tôi xem câu trả lời của các bạn là gì. Dạ, em quyết định. Rồi, Nhật Tinh Anh. Nhật Tinh Anh cho rằng đó là biến hình. Đại Nhân cũng cho rằng đó là hoạt hình. Không, biến hình anh. Tao thấy ghi chữ hoạt hình mà. Dạ, tại chữ em xấu. Là biến hình đúng không? Dạ. Chúng ta xem đáp án của chương trình đó là biến hình. Yeah. Chúc mừng các bạn. Ở vòng 3 này chỉ có hai nghệ sĩ tham gia trả lời thôi. Một người đúng và một người sai. Chúng ta thấy có diễn viên Mai Phượng và diễn viên Hải Yến. Các bạn có thể lựa chọn cùng một nhân vật, cùng một người nha. Nãy chị Mai Phượng là có đem lại may mắn cho em, là em lại xin chị Mai Phượng một may mắn một lần nữa. Vậy hả? Dạ. Thế còn Đại Nhân? Hôm nay Hải Yến đã may lại may mắn cho em nên em xin Hải Yến một lần nữa. Yeah. Hai bạn đều chọn hai người mà hồi nãy đã mang lại may mắn cho hai bạn. Chúng ta sẽ nghe câu trả lời từ Mai Phượng trước. Nhân vật hoạt hình trong phim Hiệp Sĩ Lợn có khả năng gì? Hiệp Sĩ Lợn. Hiệp Sĩ là một con người, nhưng mà tại sao người ta gọi là Hiệp Sĩ Lợn? Chắc là cái lúc mà biến thành hiệp sĩ á, cái người đó biến thành con lợn, cho nên người ta mới gọi là hiệp sĩ lợn, đúng không? Vậy thì Mai Phượng nghĩ khả năng của người đó là biến hình. Đừng khóc, đừng khóc.
thử xem cô ấy trả lời ra sao cái đã. Trong bộ phim Hiệp Sĩ Lợn, cái hoạt hình đó, thì nhân vật Hiệp Sĩ Lợn có khả năng gì hả? Dễ mà, nhân vật Hiệp Sĩ Lợn có khả năng nấu ăn. Người ta ăn như heo mà, đúng không? Đúng rồi đó. Giận. Chúng ta xem nha, Nhật Tinh Anh, bạn vừa mang về cho đội của mình được 5 triệu đồng. Và đại nhân mất cơ hội mang về cho đội mình 5 triệu đồng. Mời đại nhân đến với chiếc ghế mắc cỡ. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta thấy gió đã đổi chiều. Điểm số phần thắng đang tạm nghiêng về phía của đội giải mã. Xin mời thành viên tiếp theo, đội Di Mến Nhân sẽ là Băng Di. Và thành viên của đội giải mã sẽ là anh Thúy. Câu hỏi dành cho hai bạn như sau. Lệ chi là tên gọi khác của loại quả nào? Vở cải lương hoặc là những vở kịch lịch sử, những cái vở diễn mà cái bối cảnh ngày xưa xưa một chút ấy, thì thường hay nói về quả lệ chi này. Đó là quả vải. Anh Thúy cũng cho rằng đó là quả vải. Đáp án của chương trình đó là quả vải, chính xác. Chúc mừng hai bạn. Hai nghệ sĩ nào trả lời câu hỏi này đây? Đó là Ngọc Trai, Phi Thanh Vân. Thúy nghĩ rằng ai? Xác suất là 50-50, năm ăn năm thua đó. Ngọc Trai. Chọn Ngọc Trai. Dạ, vậy thì em sẽ chọn Phi Thanh Vân. Chọn Phi Thanh Vân. Chúng ta hãy nghe câu trả lời từ Phi Thanh Vân nha. Quả lệ chi à? Quả lệ chi, lần đầu tiên Vân nghe tới cái quả lệ chi ấy. Không lẽ là quả... quả... quả nhãn hả? Ừ, có thể chứ nhở? Hồi hộp quá. Thôi. Kết quả cuối cùng mà Phi Thanh Vân chọn quả lệ chi, còn có tên gọi là quả nhãn. Trời ơi, Phi Thanh Vân ơi, là Phi Thanh Vân. Ngọc Trai, câu trả lời của bạn ra sao? Lệ chi, nghe cái tên là biết sang rồi, là chắc là cái loài vạ, cái loài này là nó cũng gần gũi lắm đây. Táo không phải vải. Vải, câu trả lời ngắn gọn xúc tích, vải. Và với câu trả lời này của Ngọc Trai đã giúp cho anh Thúy mang về cho đội mình được 5 triệu đồng. Bạn đã mất đi cơ hội mang về cho đội mình 5 triệu đồng. Mời Băng Di lên ghế mắc cỡ. Di Mến Nhân ơi, cố lên nha. Còn một cơ hội nữa. Hai thành viên còn lại, Huỳnh Mến. Và Vũ Bảo. Câu hỏi như sau. Thông thường, thời kỳ mang thai của một con voi cái kéo dài trong khoảng bao nhiêu năm? Ok. Mến cho rằng đó là 2 năm. Bảo cho rằng 2 năm. Đáp án của chương trình đó là 2 năm. Chúc mừng hai bạn, hai nghệ sĩ Hạnh Thúy và Tăng Nhật Tuệ. Mến chọn ai? Tuệ. Tuệ, quyết định là Tăng Nhật Tuệ. Vâng. Vậy thì Bảo sẽ là Hạnh Thúy. Bảo nghĩ là phụ nữ thì người ta sẽ dễ hiểu nhiều về cái việc sinh nở. Đúng. Và bây giờ chúng ta nghe thử Tăng Nhật Tuệ nha. Như các bạn đã biết, mỗi người phụ nữ mang bầu là 9 tháng 10 ngày. Vậy còn con voi? Con voi to như thế thì sẽ khoảng bao lâu nhỉ? Thử nhân lên xem nào. Theo tôi đoán là cũng gần 2 năm. Nhưng thôi, đoán luôn là tròn 2 năm. Tăng Nhật Tuệ cái câu tên là đúng. Tiếc quá Bảo ơi, như vậy là chị Thúy là người trả lời sai. Chúng ta nghe nè. Con voi thì mọi thứ nó đều chậm chạp hơn. Do đó là Thúy nghĩ là cái quá trình mang thai nó cũng sẽ dài hơn con người. Con người thì dám chắc là 9 tháng 10 ngày cộng trừ xung quanh đó một tí. Nhưng mà con voi Thúy nghĩ có lẽ là để một con voi nó hình thành trong bụng mẹ và phát triển thì có lẽ phải mất đến 3 năm. Chị Thúy cho con voi nó mang thai lâu quá, dạ, tới 3 năm lận. Và Bảo nó không mang về cho đội của mình được 5 triệu đồng.
và Mến giúp đội mình mang về 5 triệu đồng. Chúc mừng Huỳnh Mến, mời Bảo lần thứ 3 đến với chiếc ghế mắc cỡ. Tội nghiệp anh chàng này quá. Như vậy là chúng ta đã kết thúc vòng thi thứ 3. Điểm số của đội giải mã đang có là 21 triệu đồng. Và đội Di Mến Nhân các bạn đang có 16 triệu đồng. Xin chúc mừng đội giải mã, các bạn sẽ bước vào vòng chung kết. Còn bây giờ mời đội Di Mến Nhân 3 thành viên đến đây nào. Tuy rằng các bạn phải dừng cuộc chơi nhưng mà chúng ta vẫn có một số tiền thưởng khá khá, 16 triệu đồng đúng không? Đó, 5 triệu nè, 5 triệu, 5 triệu nè, 1 triệu nè. Coi như là tôi chấp nhận thiệt thôi. À, Mến mà có điều gì chia sẻ với mọi người trong ngày hôm nay nè? Em cảm thấy rất là vui, rất là hào hứng khi mà được tham gia chương trình Bức Tường Bí Ẩn lần này. Đây cũng giống như một cái dịp rất là vui khi mà được gặp lại anh Nhật Tinh Anh, cũng như là anh Vũ Bảo và chị Anh Thúy. Và xin chúc các anh chị cũng như là quý vị khán giả có một ngày thật là vui cũng như là tràn đầy năng lượng. Xin cảm ơn Hoàng Mến rất nhiều và xin chúc cho các bạn có thật nhiều niềm vui cũng như là công việc ngày càng phát triển thuận lợi hơn nữa nha. Và một tràng vỗ tay nữa dành cho đội Di Mến Nhân. Chào. Và bây giờ hãy cùng với đội giải mã bước vào vòng chung kết của Bức Tường Bí Ẩn. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với vòng chung kết của Bức Tường Bí Ẩn. Và vòng chung kết này chúng ta sẽ xem các bạn ở đội giải mã bức tường của chúng ta như thế nào. Chúng ta có tất cả là 3 quyền ở đây. Quyền đầu tiên là quyền bảo toàn số điểm. Các bạn đã có 21 triệu đồng. Và ở vòng này các bạn sẽ trả lời một câu hỏi của chương trình đưa ra. Nếu như các bạn trả lời đúng, các bạn sẽ lựa chọn những người nghệ sĩ có câu trả lời đúng giống mình. Nếu các bạn trả lời sai, các bạn sẽ lựa chọn những người nghệ sĩ có câu trả lời sai giống mình. Nếu các bạn làm được, các bạn có thể được nhân đôi số điểm hoặc là nhân 3 số điểm. Nếu như các bạn mất đi cái quyền được nhân đôi và nhân 3 số điểm thì thành viên cuối cùng sẽ được quyền đặt cược số điểm mà các bạn hiện đang có, tối thiểu là 50% và đặt cược nhiều nhất là 100%. Đơn giản thế thôi. Xin hỏi thành viên đầu tiên nào. Xin mời Nhật Tinh Anh. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Theo thông lệ của ngành thời trang, cúc áo sơ mi của nam giới nằm ở bên tà áo nào? Bữa nay Nhật Tinh Anh mặc áo thun, thành ra là cũng còn hoang mang không biết là cái gì. Nhưng mà câu trả lời của bạn đó là nằm bên phải. Đáp án của chương trình đó là bên phải. Chúc mừng bạn. Ở vòng này thì chúng ta có 6 người nghệ sĩ tham gia trả lời ha. Chúng ta thấy có chị Hạnh Thúy nè, anh Long Nhật, anh Hoàng Mập, Mai Phượng, Phi Thanh Vân và Hoàng Bách. Trong 6 người này thì có 3 người trả lời đúng và 3 người trả lời sai. Vì Nhật Tinh Anh đã trả lời đúng câu hỏi này cho nên Nhật Tinh Anh phải lựa chọn giúp tôi một người có câu trả lời đúng trong số họ. Dạ, em chọn tiếp chị Mai Phượng ạ. Mời Mai Phượng. Theo thông lệ ngành thời trang, cúc áo sơ mi của nam giới nằm bên nào? Cúc áo sơ mi của nam hả? Cái này khó à. Tại vì có giờ bận áo cho nam bây giờ đâu. Đó, cho nên là cũng đánh đại đi. Bên trái, bên phải, thôi bên trái đi. Trời ơi. Tiếc quá, Phượng là người chọn sai. Nhật Tinh Anh, bạn đã bị mất đi cái quyền nhân 3 số điểm. Mời bạn đến chiếc ghế mắc cỡ. Chúng ta vẫn còn cái quyền nhân đôi số điểm của mình nha. Nhân đôi được. Thành rồi. Viên tiếp theo sẽ là ai đây? Xin mời anh Thúy. Chúng ta biết rằng trong 5 người này bây giờ Mai Phượng trả lời sai rồi ha. Có nghĩa là còn 2 người sai và 3 người đúng. Em nghĩ là anh Bách ảnh mặc sơ mi nhiều. Chọn Hoàng Bách. Mời Hoàng Bách. Giờ Bách đang mặc cái áo thun mà hỏi áo sơ mi. Áo thun của Bách thì cái nút nó ở bên tay phải. Thì như vậy có nghĩa là áo sơ mi đã hỏi có cái chữ sơ mi ở đó rồi, chắc chắn nó phải ngược. Khi mà chương trình nhìn thấy mình mặc áo thun là phải lừa mình. Thế mình đâu bị mắc lừa được đúng không các bạn? Làm sao mà lừa được mình? Nút của áo sơ mi nó phải bên tay trái. Trời ơi Thúy ơi, tiếc quá Thúy ơi. Bạn đã mất đi cái quyền nhân đôi số điểm tử của mình. Mời Thúy đến với chiếc ghế mắc cỡ. Ây à,
chúng ta đã không được nhân 3, không được nhân đôi số điểm rồi. Giờ chúng ta còn một cái quyền nữa là chúng ta được quyền đặt cược số điểm mà mình hiện đang có. Nếu như các bạn đặt cược, các bạn sẽ đặt cược tối thiểu là 50% và tối đa là 100%. Ở đây cái xác suất để các bạn lựa chọn được người trả lời đúng á, nó rất là cao. Bởi vì chúng ta còn một người trả lời sai và tới 3 người trả lời đúng. Tùy các bạn suy nghĩ và quyết định. Nếu như các bạn không muốn đặt cược thì các bạn vẫn có thể ra về với số điểm an toàn, số tiền thưởng là 21 triệu đồng. Mời Vũ Bảo. Mời Bảo đến đây. Như tôi nói lúc nãy thì cái xác suất để chúng ta có thể thắng rất là cao. Nhưng bây giờ các bạn hãy cho tôi biết các bạn muốn đặt cược bao nhiêu. Sau khi hội ý thì đội của Bảo sẽ đặt cược 50%. 50%. Nhưng mà ở đây mình là số lẻ, 50% là 10.500.000. Đặt chẵn luôn đi là 11 triệu. 11 triệu. Đồng ý ha. Và bạn cũng hãy lựa chọn giúp cho tôi trong số 4 người còn lại này, ai là người trả lời đúng. Theo Bảo nghĩ là hồi hộp quá à. Bảo sẽ chọn anh Long Nhật đi. Anh Long Nhật, đây là ý của bạn hay là ý của hai thành viên còn lại? Vừa hai thành viên mà cũng vừa của Bảo luôn. Bởi vì Bảo nghĩ sao, chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi. Cái Hương xin mời anh Long Nhật. Có những người mặc áo sơ mi mà áo bà ba, nói chung mặc áo suốt ngày, mặc áo suốt đời, mặc áo nhưng mà không để ý. Nhưng có lẽ những cái người nghệ sĩ như tụi Nhật á, hóa thân thành vai này, hóa thân thành vai kia, lúc thì đóng ông già, lúc đóng bà lão, lúc đóng dạ gái. Mà khi mà dạ gái thì Long Nhật cài áo rất là khó khăn, bởi vì cái cúc áo của nữ nó nằm bên tay trái. Thành ra chắc chắn là cúc áo của đàn ông nằm bên tay phải. Yeah! Chúc mừng bạn, 3 điểm thưởng mà các bạn đã có được khi kết thúc vòng thi này là 32 triệu đồng. Yeah! Chúc mừng các bạn. Cảm ơn hai bạn đến đây, đến đây. Nhật Trinh Anh, Anh Thúy và Vũ Bảo. Nào, chúc mừng các bạn, 32 triệu đồng, một số tiền cũng khá là hấp dẫn khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Ta thấy anh Thúy là người vui nhất nè. Anh Thúy, chia sẻ với mọi người về cảm xúc của bạn khi đến với chương trình đi nào. Quá là vui. Nhật Trinh Anh thì sao? Nhật Trinh Anh thì đến đây vui chơi là chính, và thắng thua thì thoải mái, mà thắng thì vui hơn. Mà giờ thắng thì mừng quá. Quá là vui, quá là mừng. Cảm ơn mọi người nha. Chúc quý vị khán giả, như vậy là chương trình Bức Tường Giỡn ngày hôm nay của chúng ta đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội giải mã. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Chương trình do Đài Truyền Vĩnh Long thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 21 giờ tối thứ ba trên kênh Truyền Vĩnh Long 1. Xin chào và hẹn gặp lại. Sao đổi lại đó? Em chắc chắn 100% chỉ biết luôn. Dạ không bất ngờ đâu anh. Anh nhìn vô đội hình của em là Liêu Hà Trinh là đàn ông nhất nhóm. Ôi vậy hả? Dạ.